Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Lanka nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở nhà của bé Tiểu Anh á. Thì mình sẽ đi quay cho các bạn, tại vì hôm mọi người đang gói bánh á. Thì sẵn thì mình sẽ quay cho các bạn xem luôn nha, gói bánh ở miền Tây như thế nào nha. Sẵn quay cho các bạn xem cái khung cảnh ở đây, mình cảm giác rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha, mời các bạn theo chân của mình nha. Đầu ô lá bao la luôn, khỏi cái nắp luôn, khỏi luôn. Mới vô nước thôi mà lá thơm rồi nè. Công nhận cái lá này của mình thì chứ dưới đi mấy đứa. Nãy có hai cái nồi. Buổi sáng chị 6 giờ thức đó. Cầm máy. Thank you.
Mẹ em làm nó lâu cái nó chảy nước ra. Ngon, ngọt ngay à? Nó ngọt, chấm muối vô cái nó ngọt nữa. Ừ. Nước không mà ăn sạch nữa. Ở ngoài đây có cái mận nhưng mà là cái mận sữa. Hả? Không, đủ rồi. Nó hết luôn. Ừ, ngon quá. Ngọt đây à? Mốt chị lên á. Bạn ơi. Mua mận này không chị? Mua. Mà mình phải tự đi hái tao mới chịu. Tự đi hái hả? Để đi. Ngon ngon dở dở nhưng mà thích hái. Ngon ngon ta hái cho mình đi theo quay là được. Đi chị nào hỏi chị ba chị nào hái. Chắc bà mới hái đây bà không hái. Ê. Ăn đi bạn. Xong cái em thích gọt nè. Ừ. Em gọi em đón dĩa là dưa hấu vậy nha, ổi vậy đó. Rồi có một bữa cái ra luôn. Tâm chân muốn ra cái. Ăn mặn là cô Út. Cô Út của em á. Dạ cô. Em của ba em. Dạ. Nó không giống ba nó, vợ ba nó đẹp trai mà. Cô Út nói chị làm YouTuber nè. Con coi được con coi. Cấm nói chị này làm YouTube đi. Em không, trên con không có con này. Có huyện nào em ở Trảng Bàng hả? Em ở Châu Thành. Châu Thành Tây Ninh. Rồi giờ làm gì này anh? Em vớt nè, đang bó nó chào ra vớt. Đừng đưa em lên mạng nha. Ở là cái vỏ nó chìm xuống anh. Vỏ chìm mạng. Cái gì có chút năm rồi nói nha. Mua chảnh bán hả bà? Bán cho người ta ăn canh chua đó. Canh chua là ăn bằng ngổi á. Ăn với da. Bằng ngổi thì ăn mới được chứ bằng này chắc ngậm chứ. Mày không biết ta làm gì không biết chứ. Bằng này nó chín nó mới ăn được mà. Rồi. Hết rồi hả anh? Dạ Việt ơi. Còn dưới đây nó không nổi lên thôi bỏ. Hết rồi dưới đó nó nổi còn hết con. Việt Việt. Sao để vậy cho lựa. Mình giấc hai phát nữa. Đó rồi để đậy cho nó phần nữa. Ừ, con ốc bu nè. Ốc mèo ốc đắng. Ốc bu ở dưới đó có nuôi kìa. Nè ốc bu nè, ô ốc đắng. Ốc bu ở sao kìa, nuôi ở sao kìa. Có mình thấy lên mới vớt bỏ ra vậy. Không có vớt ra mà để cho nó lựa vậy luôn. Chó lựa luôn. Vớt ngoài nó không ăn. Đó. Lựa vậy nó còn nóng. Còn vớt ra hình như để hở nguội hay sao. Nó chìm. Ông làm rớt vậy nó che đậu chứ không sao rớt. Ông làm rớt xuống nó thụng đầu lấy đó. Treo lên quá trời. Breath.
Các bạn vừa theo dõi video gói bánh tét chuối và làm hến, luộc hến đó các bạn. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau đầy sức hấp dẫn và thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.